chào mọi người ha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mình review tới anh chị mình một cái lô đất nền. Đất nền View Hồ nha anh chị, nằm ở thị trấn Kiến Đức. Đất của thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông ạ. Từ cái nơi vị trí đang đứng là đứng ở đầu đất nè anh chị. Ở đây á thì mình đi theo cái mặt tiền đường nhựa này ha, là mình đi khoảng gần tầm 6 cây là mình ra tới ngay chợ trung tâm của chợ Kiến Đức anh chị. Bằng còn cái hướng mà hướng ngược lại đây. Hướng này là mình đi vô trong những cái xã như là Nghĩa Thắng và Đắc Sinh anh chị. Nghĩa Thắng và Đắc Sinh. Còn cái hồ này, cái hồ là hồ đổ đất mình là đất nền, nhưng mà nhìn được cái view hồ này nha anh chị. Hồ đây là hồ 30. Hồ 30 của huyện Đắk Lắk. Hồ 30 của huyện Đắk Lắk tỉnh Đắk Nông ạ. Và cái đất ngày hôm nay giới thiệu anh chị á, là có hai lô đất nền. Là hai lô liền kề nhau nha anh chị. Một trung bình một lô là 20m nhân cho 50m ạ. Cái ranh bắt đầu từ đây, từ cái cục từ trụ điện này này mình kéo đi thẳng vô, đi sâu vô là 50m nha anh chị. Còn cái chiều mặt ngang bám mặt nhựa của mình là 20m ha. Đây hai lô ạ, lô trên và lô 20m này tới bụi tre đây là một lô này, xong từ bụi tre đi xuống ở dưới nữa là một lô thứ hai. Thì ở đây anh chị mình nhìn được cái view này ha. Còn cái hai lô này giá khác nhau nha anh chị. Giá khác nhau ạ. Tại mảnh trên này á thì trên này nó có cái chiều mà bám mặt đường này nó nhiều hơn á, nó không có bị vực á. Là trên này thì giá 60 ha, còn dưới này là giá 45 mét ha. Và dưới này là có cái vực anh chị. Đây, còn cái mặt view là siêu đẹp luôn. Mặt view của 30 anh chị. Còn bên kia là phía bên kia của mình là phía tái định cư Đất Rạch Mon á. Phía kia là tái định cư Hồ 30 á. Anh chị mình quan sát trên cam cũng thấy ha. Thì nói chung thì chỗ này á thì chỉ nào mình có thể là mình làm cái mình xây nhà này, mình làm nhà vườn nhỏ này ha. Còn cái phía bên của mình là trừ lộ, cái diện tích nó 20x50 là trừ lộ giới trừ đường rồi nha anh chị. Đây à. Cái mảnh 40 cái mảnh 20 mảnh bên này á, cái mảnh 45 triệu một mét này thì nó hơi vực. Thì anh chị mình tốn chi phí làm móng rồi nhưng mà rẻ anh chị. Là mảnh này thì có 45 triệu mét thôi. Còn mặt view này, nhìn trực diện của mặt view của nhánh hồ này. Đây là view rất là đẹp. Thì đẹp rồi, mát nữa. Đây thì rất là gần cái những cái tiềm năng sau này như là nút giao của cao tốc á. Còn cái phía bên này của mình á là bên này nó nắng đường là nắng bên kia chứ không có nắng bên mình đâu nha anh chị. Ở chỗ trụ điện kìa, anh chị cứ theo trụ điện á. Nếu mà là lấy đường vô thì là theo trụ điện á. Còn mọi thông tin chi tiết khác thì về giá bán á thì em xin phép em cập nhật trong các phần tiêu đề và phần mô tả nha anh chị. Anh chị nào mình quan tâm tới mảnh đất này xin hãy gọi cho Lam đừng để lên màn hình nha. Đất được cái là ở Kiến Đức mình là khí hậu rất là mát, cực kỳ mát. Thế lại là cái mảnh đất của mình đó là hướng chính đông nha anh chị. Còn cái mảnh ở dưới này là chích về hướng đông bắc ha. Ở dưới này nó có cái ranh này do cỏ của nó che đi mất anh chị. Chỗ bụi tre này, cái ranh chỗ bụi tre này. Lô 20m ở trên và lô 20m ở dưới. Lô này thì nó vực nó nhiều hơn, nó giá nó rẻ hơn. Còn hai lô thì mình đều nhìn về trực diện của view hồ hết được hết. Em cảm ơn các cô chú anh chị mình đã theo dõi video ha. Xin hẹn anh chị vào những video sau của kênh ạ.